Kênh Quỳnh Trúc xin kính chào tất cả cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh của em, kênh Quỳnh Trúc mua bán đồ siêu cổ. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696, em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Và đó cũng là số Zalo của em luôn. Bên em mỗi khi có clip mới sẽ được phát vào lúc 8 giờ sáng và khách mới thì vui lòng cọc cho bên em 200.000, em sẽ gửi hàng cho mình ha. Và cô chú anh chị em cứ yên tâm, mua bán uy tín là trên hết. Tất cả những cái sản phẩm cô chú anh chị em muốn quan tâm tới thì hãy kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em có thể chụp hình miêu tả gửi chi tiết cho cô chú anh chị em mình tham khảo mà mình xem ha. Rồi, đầu tiên đây thì em có là một cái chậu chim hoa phú quý bắt đầu hàng gốm lấy thiêu màu chuẩn xưa và hai cái bình mini nhỏ chỉ chiều cao chỉ có là 12 cm thôi. Và hai cái bình này của em nó vô cùng một cặp nè. Cái dáng của nó cũng giống nhau và cái vành miệng là vành miệng dúng dáng đùi giấy. Thì cái chàm màu lên rất là cực kỳ là đẹp luôn. Những cái bình mini càng nhỏ thì nó càng hiếm nha. Lên chàm màu rất là xuất sắc. Vành miệng dúng rất là khó làm. Cái vành đây thì nó có bị mẻ nè. Mẻ bên này tí xíu. Bên này nó lát nè. Nhưng mà được có cái là đồ chuẩn già 80-90 năm. Và cái màu chàm lên cực kỳ là đẹp luôn. Cái vành bên này thì nó có bị lát nè. Đó, đây là hai cái bình hoa. Và đây là một cái chậu gốm lá thiêu màu nè. Mấy cái món màu, đồ màu này rất là hiếm. Bây giờ cực kỳ là hiếm, em tìm khó dữ lắm luôn. Hầu như là qua tay lái hết. Do những cái người sưu tầm trước người ta đã không có chơi nữa, người ta ra đồ. Ở đây em mới có để mà em mua, rồi em phục vụ cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Chứ bây giờ kiếm ở nhà dân bây giờ không có nữa. Cái chậu này nó đường kính miệng của nó là 28. Chiều cao là 12, chiều cao là 22 cm. Vẽ chim hoa phú quý bắt đầu rất là sắc nét. Vẽ con chim rất là có hồn. Chàm màu lên cực kỳ là đẹp luôn. Mà muốn lên được cái màu chàm đẹp không phải là dễ nha. Vì ngày xưa người ta làm thủ công hết á. Phía sau đây vẽ bụi lan. Vành miệng có vẽ hoa. Cốt già. Chuẩn gốm lái thiêu xưa. Tình trạng của cái chậu này nó lành. Em giao lưu một cái chậu và hai cái bình hoa màu này với giá hữu nghị là 5 triệu cho bộ này nha. Rất là đẹp luôn á. Đây là một cái ống đũa hàng gốm Sài Gòn xưa nha. Đây là cốt bán sứ. Cốt bán sứ nhìn nó cực kỳ là sắc nét hơn. Ở phía trên này là một cái con dơ ngũ phúc được làm nổi cộm tay và có minh văn. Vẽ hoa. Cốt bán sứ rất là sắc nét. Chiều dài là 19. Và tình trạng của cái ống đũa này xước nhẹ cái men ở đây. Nẻ lò cái phần này. Còn lại là lành. Và cái ống đũa này thì ở trên cái phần quai này nó sẽ không có phải là quai ngang nữa, mà là người ta làm một cái gọi là nó sắc sảo hơn. Đây giống như là cái cánh của con dơi vậy đó. Em giao lưu cái ống đũa này với giá là 750.000. Gốm Sài Gòn màu đẹp. Tiếp theo đây em có một cái bản dầm gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm dầm chữ. Đường kính là 16.5. Cái bản dầm này em đếm là nó có 60 chữ. 60 chữ, viết chữ rõ đẹp. Chung cốt em bao đồ chuẩn già cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Hàng gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Tình trạng trên cái vành này nó có tình trạng bị lát mẻ ở đây. Phần này, cái chỗ này thì nó còn lại nó có tóc xuống một đường nè. Lát nhẹ xíu đây. Hay chỗ này một điểm nữa. Bên này thì nó có găng nhẹ một đường xíu xíu, rất là mờ. Đây là cái vành ở bên ngoài nè, cô chú anh chị mình xem ha. Bản dầm có 60 chữ, em giao lưu với giá là 1.700.000. Rồi, tiếp theo đây cũng là một cái bản dầm chữ nữa. Cô chú anh chị mình xem ha. Đường kính là 17. Cái bản dầm thì nó có 66 chữ. Viết chữ cũng rất là rõ ràng. Vành đây. Chung cốt em bao đồ chuẩn cổ trên 100 năm. Gốm tàu đồ già. Tình trạng là có bị vẫy đây tí xíu nè. Chiếu vành và găng xuống một đường. Còn lại là lành. Em giao lưu bản dầm chữ này 66 chữ với giá là 2 triệu. Tiếp theo đây em có một cái ấm.
Một cái ấm gốm Nhật chuẩn xưa cao là 14 cm, vẽ mai cài thọ, in mai cài thọ hai mặt. Nắp lai gốm lấy thiêu và có găng một đường nè. Mẻ này tí xíu. Ở cái phần dưới này nó có tóc nè. Rồi còn lại thì em thấy lành đẹp hết. Em giao lưu về cho cô chú anh chị mình trưng bày hoặc là sử dụng tốt với giá là 550 ngàn. Tiếp theo đây em có 10 cái chén gốm Nhật chuẩn xưa, in tích là cá quá long, có 2 cái lành và 8 cái có tình trạng là bị tóc. Đường kính nó sẽ không vô một đường kính. Đường kính là 9 cm và 10.5 cm nha. Cái nhỏ này là 9 nè. Cái này nó có tóc. Cá quá long, gốm Nhật xưa. Cái này tóc đây 2 đường. Cái này tóc ở đây. Chén này nó bị vẫy nhẹ trên vành. Chén này vẫy trên chỗ này và nó có tóc trắng xuống một đường. Chén này có tóc nè. Chén này cá quá long và lành. In đẹp ha, lành. Hai cái lành, 8 cái có tình trạng vẫy nhẹ ở đây, vẫy ngay chỗ này. Đây cái chén này cũng có bị vẫy và tóc nè. Gốm Nhật chuẩn xưa, mỏng thấu quang. Em giao lưu 10 cái chén này với giá là 1,2 triệu cho 10 chén cá quá long gốm Nhật chuẩn xưa. Tiếp theo đây là em có một cái tô và một cái dĩa in tích là sông Long Chanh Châu, đây là dòng gốm Đà Lạt. Tô này đường kính là 14.5. Tình trạng của tô lành. Ở trên đây thì nó có khí khía rất là đẹp nè. Đà Lạt nhưng mà in khá là rõ nét. Dĩa nè. Dĩa này thì nó có tình trạng là bị chân chim ở đây. Chân chim trắng ở đây. Và bị nẻ lò. Cái dấu chân chim thì nó không có xuyên cốt lên mặt trên. Em giao lưu 2 món này với giá là 400 ngàn thôi, cho một tô và một dĩa gốm Nhật xưa. Tiếp theo đây là em có 2 bộ chén dĩa sông Long Chanh Châu, hàng gốm Nhật chuẩn xưa 7-80 năm. Chén này đường kính miệng là 11, in chàm xanh đẹp gõ nét và cái viền vàng phía trên còn đẹp nè. Mỏng thấu quang, đường kính dĩa là 13. In cũng đẹp luôn. Tình trạng của hai cái bộ này nó lành đẹp ha, nó vô cơm lê bộ. Em giao lưu với giá là 1,2 triệu cho 2 bộ này. Tiếp theo đây em có tiền xưa. 11 tờ tiền xưa. Loại 100 đồng. 100 đồng. 5 tờ loại 100 đồng. Mặt bên này là hình con trâu. Tình trạng là lành. 4 tờ loại 1.000 đồng. Dinh độc lập bên này. Mặt bên này là hình con voi. 1.000 đồng. Tình trạng là lành. 2 tờ 500 đồng. Dinh độc lập. Bên này là mặt con hổ. Tình trạng cũng khá là lành luôn. Em giao lưu 11 cái tờ tiền này với giá là 900 ngàn. Tiếp theo em có 10 cái tờ tiền 1.000 đồng. Năm tờ 1.000 đồng. Tình trạng là lành. Loại 500 đồng. Bên này in hoa nè. Tình trạng tấm này nó có bị hơi gách chút xíu nè. Em giao lưu 10 tờ tiền này với giá là 400 ngàn cho 10 tờ này. Có 2 mẫu. Tiếp theo em có 2 cái đế sâm, 2 cái đế chung sâm. Cái này đường kính là 8.5, vẽ chim hoa phú quý bắt đầu.
nét chàm xanh đẹp, ở phía trên có bài thơ Đế Trung Sâm. Đường kính miệng là 8.5, nó nổ men ngay chỗ này tí xíu xíu à, còn lại là lành đẹp. Cái đế bên này đường kính là 9, vẽ tích là Trúc Lâm Thất Hiền. 7 người hiền sống trong gừng trúc, tình trạng là nó có bị mẻ đây, hơi khờn khờn nhẹ hạt mè ở cái vành này. Cô chú anh chị em mua về thì mình có thể viền đồng lại để bảo vệ, để là cho nó đẹp hơn. Gốm tàu chuẩn cổ, em giao lưu hai cái đế này với giá là 1.200.000 cho hai cái đế chung sâm. Gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Tiếp theo đem có hai cái chung mai kẻ thọ gốm Nhật xưa, đường kính miệng lành 4.5 cm. Tình trạng của cái chung này nó lành. Tình trạng của chung này có hai đường tóc. Em cho lưu hai cái chung mai cà thọ này với giá là 450.000. Đem có là 10 cái dĩa sông long gốm Đà Lạt. Dĩa này là dĩa ấp chung, đường kính miệng là 9.5. Tình trạng là lành hết, lành đẹp. Mấy cái loại dĩa ấp chung này nó hiếm gặp hơn những cái loại dĩa lớn vậy lắm, lành đẹp hết. Em giao lưu 10 cái dĩa này với giá là 700.000. Gốm Đà Lạt. Đây là 9 cái dĩa gốm Nhật chuẩn xưa, nó có nhiều mẫu. Đây cái dĩa này Trúc Lâm Thất Hiền, nó đều có tình trạng là tóc hết, tóc trắng ở đây. Chim hoa phú quý bạc đầu có tóc ra mảnh và dán lại. Dĩa Trúc Lâm Thất Hiền có bị chân chim. Dĩa này quá đẹp luôn nè, đường kính lớn, tóc ở đây một đường. Dĩa này bị chân chim ở đây. Dĩa sông long chanh châu này có bị chân chim và tóc ngay chỗ phần này. Dĩa này có bị chân chim. Dĩa này lớn hơn, vẫy nhẹ xíu xíu à. Dĩa tứ quý và phía trong là ngũ phúc chầu thọ, có bị chân chim, lát vào tóc nè. Ở đây một đường nữa. Chính cái dĩa này nó có nhiều đường kính. Dĩa nhỏ nhất có đường kính là 11. Dĩa lớn nhất thì có đường kính là 16. Em giao lưu với giá là 800.000 cho 9 cái dĩa này. Nó có nhiều mẫu, tình trạng cũng khá là tốt. Tiếp theo đây em có một cái ấm lân vần cầu gốm Sài Gòn xưa. Gốm Sài Gòn cốt bán sứ vẽ rất là đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Đây cô chú anh chị em mình xem, một con lân vần cầu chàm rất là xanh. Đây là một cái dòng gốm Sài Gòn thôi nhưng mà vẽ cực kỳ là đẹp, không có thua gì đồ tàu luôn. Đây một con lân vần cầu tiếp theo. Đây một con nữa. Và đặc biệt nữa, cái ấm này là loại dáng lục giác nha, rất là hiếm gặp cái dáng lục giác như thế này, cực kỳ là đẹp. Nắp cơm lê với thân, nắp cơm lê với thân, tình trạng rất là tốt. Ngay cái phần này của cái ấm á, có thẩm mỹ, có bị tóc ở cái phần này và đã được phun sơn lên để thẩm mỹ là đẹp luôn. Cô chú anh chị em mua về là mình trưng bày tốt, sử dụng tốt. Cái phần ở phía bên cái vành đây thì nó sẽ có tình trạng là vẫy nhẹ xíu xíu, tóc nhẹ xíu xíu, đã được thẩm mỹ là đẹp luôn rồi, nhìn rất là khó thấy, khó biết luôn. Cái phần quai đồng này là quai ghim và ở đây thì cái phần dây để cố định lại là cũng của ghim của người ta luôn. Em mua sao là bán vậy luôn. Đây chuẩn ghim xưa hết, cốt bán sứ có mọc lò, vẽ không có thua gì đồ tàu, cực kỳ là đẹp. Dáng lục giác rất là hiếm, rất là đáng sưu tầm cái ấm này. Đường kính miệng cao là 22, cái bụng này của nó là 54 cm. Em giao lưu với giá là 7.500.000 thôi cho cái ấm lân vần cầu siêu độc luôn. Ấm dáng lục giác cực kỳ là hiếm. Tiếp theo đem có 10 cái muỗng gốm tàu vẽ cổ lầu. Gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm, cốt sứ cao lanh, làm rất là khéo, mỏng nè, mỏng dờn luôn. Đường kính dài là 13 cm. Nó có 13.5, cũng có 12.8, cũng có luôn.
tình trạng là lành, vẽ tay hết. Gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Em chỉ còn 10 cái thôi, tại vì gốm tàu vẽ cổ lầu muỗng, loại muỗng như thế này bây giờ kiếm khó quá, không có nhiều đâu. Em giao lưu với giá là 2 triệu cho 10 cái muỗng lành. 2 triệu thôi. 10 muỗng lành đẹp, vẽ tay hết. Tiếp theo là 7 cái muỗng gốm Nhật chuẩn xưa. Có 3 cái là in tích là cổ lầu nè. Đường chiều dài của nó tới 14cm là loại to. Tình trạng đều lành hết. 3 cái muỗng con rồng. Chiều dài cũng là 14 luôn mà tình trạng của nó đẹp lành. Muỗng song lông. Lành luôn. 7 cái muỗng của này, 7 cái muỗng này của em giao lưu với giá là 1.050.000. 1.050.000 thôi cho 7 cái muỗng gốm Nhật chuẩn xưa. Tiếp theo đây là một cái tô gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm, vẽ tích là ông Khương Tử Nha ngồi câu cá với ánh trăng. Gốm tàu chuẩn cổ ha, phía sau đây có bài thơ. Vẽ tay hết, tràm rất là xanh. Và quan trọng là cái gương mặt của Khương Tử Nha này thì được vẽ rõ nét. Thứ hai nữa là hiệu đề là ngoạn ngọc đồ hàng ký kiểu, em bao chuẩn cổ trên 100 năm cho cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Nó size 1 em đành 10. Hàng rất là đẹp. Men bóng căng đét hết trơn luôn, chuẩn già. Đường kính là 16cm. Cái tô này tình trạng của nó có tóc nè, có vẫy nhẹ xíu xíu đây và tóc nè. Ở bên này cũng có một cái đường tóc dài hơn. Rồi chỗ này có một đường tóc ngắn, ở đây một đường tóc dài. Phía bên này cũng có một chỗ vẫy nhẹ và tóc xuống nè. Mình nhìn ở bên ngoài nè ha. Đó. Tóc ở đây. Tóc ở đây. Cô chú anh chị em mình muốn đẹp nữa, mua về mình viền đồng lại. Viền đồng lại là đẹp. Em giao lưu cái tô này với giá là 3.200.000. Tô ông Khương Tử Nha ngồi câu cá với ánh trăng. Mấy tô tàu bây giờ kiếm cũng khó lắm chứ không phải dễ kiếm. Tiếp theo đem có 4 bộ chung gốm Nhật chuẩn xưa, chung con rồng. Cô chú anh chị mình xem có 4 bộ ha. Tình trạng đều lành hết trơn luôn. Chung đường kính miệng là 5cm. Và dĩa của đường kính miệng là 8.5cm. Gốm Nhật chuẩn xưa, mỏng và thấu quang. Tình trạng đều lành đẹp hết. Em giao lưu 4 cái chung này, 4 bộ chung này với giá là 3.200.000. Tiếp theo đem có một cái đài gỗ hương chuẩn xưa. Cái đài này thì nó liền nguyên khối, một khối với nhau rất là nặng luôn. Cái phần này nó có bị găng gỗ nè. Phần trên này cũng có găng gỗ. Và nó có bị mẻ này tí xíu siêu gỗ nè. Gỗ hương chuẩn xưa. Nguyên khối với nhau, đường kính miệng là 16, chiều cao là 10. Em giao lưu cái đài này với giá là 500.000. Tiếp theo đem có một cây đèn dầu lạc ha, rất là lâu rồi bên em mới có lại một cây đèn dầu lạc chuẩn xưa hàng gốm lái thiêu. Làm tay hết nè, nhìn nó rất là mỏng và khéo luôn. Đèn dầu lạc ha. Chiều cao là 10cm thôi. Cái đèn này thì nó có bị lát vành. Lát vành nè. Lát chút đỉnh men ở bên ngoài thôi à. Em giao lưu với giá là 200.000 thôi. Đây là ba cây đèn dầu năm bộ xưa. Cái loại này đặc biệt là cái dáng nó rất là hiếm gặp. Cái dáng của cây đèn rất là hiếm gặp. Nó hiếm hơn những cây đèn lùng mà có cái trái treo nhiều lắm luôn á. Tim họng đều hoạt động tốt hết, dặn lên dặn xuống tốt. Ba cây đèn này để mà mình trưng thờ ba nơi. Chiều cao là 15cm. Lành và chuẩn xưa, 750.000 cho ba cây đèn dầu năm bộ này. Rồi tiếp theo đây là ba cây đèn dầu năm bộ chuẩn xưa trước giải phóng 1975. Loại có tay cầm. Đây cô chú anh chị mình xem, hay là còn gọi là đèn dầu năm bộ có cửa đó. Chiều cao tới ống khói là 20cm. Lành đẹp hết trơn luôn và tim họng đều hoạt động tốt hết. Dặn lên dặn xuống ngon lành. Đó. Cô chú anh chị em mua về mình châm dầu vô là có thể đốt cháy lên và trưng bày. Em giao lưu ba cái đèn dầu này với giá là 750.000. Tiếp theo là hai cái đèn dầu năm bộ chuẩn xưa. Loại chân nhôm. Chiều cao tới ống khói là 30cm. Tim họng hoạt động tốt, cái đèn này thì thích hợp để trưng thờ những cái bàn thờ lớn của mình. Bầu lành, chuẩn xưa. Giờ mình châm dầu vô đây là có thể đốt cháy lên và trưng bày. Em giao lưu với giá là 750.000 cho hai cái đèn dầu này. Tiếp theo đây là hai con công phù điêu treo tường chuẩn xưa. Công gốm Biên Hòa già. Tình trạng của con công này lành, đẹp, công xòe đuôi, chàm màu phối với nhau đẹp nè. Lành,
Em giao lưu hai con công này với giá là 1,2 triệu cho hai con này. Đây là một bộ ấm hàng gốm lá thiêu xưa, vẽ hoa, và có cái ấm này cực kỳ là hiếm gặp. Ấm vẽ hoa và khó tìm dữ dằn luôn. Vẽ hoa hai mặt, nắp này nó không cơm lê với lại thân nhưng mà đậy vô vừa y. Tình trạng của cái ấm này nó lành và nó cực kỳ là già luôn. Đây là cái ấm tầm khoảng 80 cho đến 90 năm. Nó hơi sần sần, lát lát nhẹ cái men ở bên ngoài, ở cái phần vành này nè. Nhưng cũng không có đáng kể đâu, đồ xưa già dữ lắm. Cái ấm này hầu như là đời đầu á, cho nên là hiện tại là khó tìm cực kỳ luôn. Chung thể đây sẽ có là 6 cái chung lá thiêu vẽ hoa, nó vô cơm lê bộ với nhau. Chung này là loại chung chuẩn xưa ha, gốm lá thiêu màu. Đường kính miệng của chung này là 5 và chiều cao là 3. 6 cái chung, dĩa lá thiêu, vẽ hoa hồng. Đường kính dĩa này là 19 cm. Cả bộ này của em một dĩa, một ấm và 6 chung lá thiêu màu, em giao lưu với giá là 1,1 triệu cho bộ này. Tiếp theo đây em có một hai cái bình gốm Biên Hòa chuẩn xưa. Em bao đồ cho cô chú anh chị em là chuẩn xưa. Nó sai màu em đành 10 nghe, không có bán đồ tầm 7 đâu. Cái bình này nó có cái chàm màu xanh phối với dưới con rồng làm gõ nét nè. Làm rất là sắc nét luôn. Sông Long Chanh Châu, Sông Long Chanh Châu cao là 31 cm. Tình trạng ở trên vành đây có bể tè le hết trơn luôn. Có bể nè, chắc là do người dân của ta làm bể khi mà sử dụng rồi dán lại. Đồ chuẩn xưa nhưng mà có cái là bình đẹp quá mà để bể uổng quá. Đây, cái bình Cúc Vòi, chiều cao là 26.5. Bình này khá là có duyên. Đồ thì nó già nè và nó chuẩn xưa nè. Còn cái cúc vòi đây làm rất là rõ nét và đẹp nha. Cái bình này thì có tóc ở trên vành hai đường. Em giao lưu hai cái bình này giá hữu nghị về cho cô chú anh chị em mình sưu tầm trưng bày tốt. Với giá là 550 nha. Tiếp theo đây em có một cặp bình dán báo quê tôn. Bình gốm này có tích là mai điểu, cực kỳ là hiếm gặp nha. Và quan trọng là hai cái bình này của em là đều là hàng xây tay hết trơn luôn á. Những cái bình xây tay là những cái bình đời đầu. Và đến hiện tại thì một cái cặp bình mai điểu lành như thế này rất là hiếm. Cao là 38 cm. Vẽ đây con chim nè, bên này cũng có con chim phía dưới này. Và đây là những cái cây mai, hoa mai màu trắng, mai điểu. Ở phía dưới này có những cái bụi trúc nè. Đó, đây chim nè. Rất là hiếm gặp cái dáng bình báo quê tôn vẽ tích mai điểu và vô cặp được như thế này, rất là đáng sưu tầm. Em giao lưu với giá là 3,2 triệu thôi, bao giá thị trường cho cô chú anh chị em luôn. Quan trọng là đồ này kiếm không ra, kiếm không có. Tiếp theo đây cũng là một cặp bình nữa, nhưng mà cặp bình gốm Nhật chuẩn xưa, dáng lục giác. Và nó có hai cái quai ở phía trên. In ở trên này tích là sơn thủy. Cô chú anh chị em mình xem ha, chiều cao là 36 cm, phía sau có minh văn. Hai cặp bình này cũng cực kỳ là hiếm gặp luôn. Thường thường mình thấy có lục giác không chứ không có thấy cái quay ở phía trên như vậy đâu. Hai cái bình này nó cùng cái mộc đỏ luôn. Cốt sứ mỏng và thấu quang. Tình trạng cái bình bên này nó lành tích. Cái bình bên này nó có tình trạng là mẻ cái vành, mẻ cái quay bên này tí xíu, cái phần này đây. Mẻ và đã được làm lại. Còn cái đế phía dưới này nó hơi lát nhẹ cái men tí xíu xíu à. Còn lại là lành đẹp hết. Giao lưu hai cái bình xưa này với giá là 6,8 triệu thôi. Tiếp theo đem có một cái bình dạng ninh chuẩn cổ trên 100 năm, trên 130 năm trở lên. Phía sau có minh văn hiệu lò. Chiều cao là 41 cm. Cái bình này của em vẽ rất là độc, ở đây có hai con tùng lộc luôn. Và thường thường thì những cái bình vạn ninh vẽ tùng lộc chỉ có một con tùng lộc và cái cây tùng thôi. Còn bình này nó có hai con tùng lộc luôn và vẽ rất là rõ nét. Chàm xanh và đồ rất là chuẩn già. Cái chôn đây nó có bị mà chân chim nè. Chôn phía dưới này có chân chim chút đỉnh. Cái vành phía trên đây của chú anh chị mình xem từ cái chỗ này thẩm mỹ dòng qua đây như cái muối chanh vậy đó. Từ cái chỗ này thẩm mỹ như cái chữ V vậy đó. Còn lại là lành đẹp hết trơn luôn. Quan trọng là đồ này nó quá già, siêu già.
Và tình trạng em thấy như vậy cũng rất là tốt rồi. Có nhiều cái bình cái miệng nó tè le luôn. Cái bình như thế này thì tình trạng nó em nghĩ là rất là tốt. Đồ của nó già, nó chuẩn. Đồ cổ thì đồ xưa thì cho nó chút vết thời gian ha. Em giao lưu cái bình này với giá là 5,7 triệu. Rồi tiếp theo đây là một cái bình, cũng là bình Vạn Ninh vẽ Tùng Lộc nữa. Cái bình này dáng khá là đẹp. Đây là một cái con tùng lộc khá là sắc nét, cây tùng. Chiều cao của cái bình này là 48 cm. Đây. Chiều cao bình là 48. Vẽ con tùng lộc rất là có hồn luôn. Cốt chữ A đời đầu. Tình trạng là có tóc nhẹ ở đây một đường. Thẩm mỹ. Thẩm mỹ từ bên này dòng qua bên này. Nó giống như là 1/3 của cái vành miệng. Từ đây dòng qua đây tí xíu xíu à. Còn lại là lành đẹp hết. Đồ chuẩn già từ 130 năm trở lên. Vẽ tùng lộc cao 48. Em giao lưu cái bình Vạn Ninh này với giá là 7 triệu. Tiếp theo đây là một cái bình gốm Biên Hòa. Gốm Biên Hòa cao là 41 cm. Ở trên này vẽ tích là sông Long Chanh Châu. Vẽ trên này tích là sông Long Chanh Châu. Hai con rồng uốn lượn với nhau rất là đẹp. Tình trạng của cái bình này thì em thấy hầu như là lành tốt hết trơn luôn. Chỉ có một cái đường âm rất là mờ và khó thấy luôn. Từ đây xuống tới đây nó mờ khó thấy dữ dằn lắm. Cô chú anh chị em mua về mình trưng bày thoải mái, trưng nước thoải mái nha. Vì cái đường âm này em thấy khá là mờ. Đây là cái mộc, mà cái mộc chìm của lò làm ha. Em cho luôn cái bình này với giá hữu nghị cho cô chú anh chị em mình về sưu tầm với giá là 1,1 triệu. Tiếp theo đây là một cái bình dáng rất là đẹp. Gốm Sài Gòn xưa. Gốm Sài Gòn vẽ nhưng mà vẽ cực kỳ là đẹp. Vẽ không có thua gì đồ Tàu luôn. Vẽ sơn thủy làng quê. Chiều cao là 51 cm. Cốt rất là nặng. Và đây là dòng gốm Sài Gòn cốt bán xứ. Mang nó bóng cực kỳ, hàng rất là cao cấp. Cô chú anh chị em mua về trưng bày là đặt rất là đẳng cấp. Cái bình này bây giờ thị trường ở ngoài kiếm không ra đâu. Không có nhiều cái bình như thế này. Rất là hiếm. Cốt men bán xứ nè. Tình trạng của cái bình này thì trên vành đây có thẩm mỹ. Thẩm mỹ từ đây dòng qua bên này. Thẩm mỹ gần như là nửa vành. Còn lại là lành đẹp hết trơn luôn. Và như em nói cái bình này thì ở ngoài thị trường nhà dân bây giờ kiếm không có đâu. Kiếm không ra cái bình thứ hai giống như thế này đâu. Em giao lưu cái bình cao 51 này với giá là 5 triệu thôi. Rồi tiếp theo đem có 10 cái dĩa con gà chuẩn xưa hàng gốm Lái Thiêu. 10 dĩa con gà hàng gốm Lái Thiêu xưa. Vẽ tay hết và cốt già. Đường kính là 20 cm, loại to. Em giao lưu với giá hữu nghị là 300 và em không bao phí ship. Tại vì những cái món hàng gốm Lái Thiêu này á, em bán nhờ số lượng. Cho nên là khi mà đi hàng á, mà bao phí ship mà bán giá 300 này thì em lỗ luôn á. Cái này nó hơi vẫy nhẹ xíu xíu. Cái này thì cái men trên vành nó hơi sần sần nhẹ do đồ nó già ha. Rồi em giao lưu với giá là 300 ngàn thôi. Đường kính là 20. Tiếp theo đem có một bộ chén dĩa hàng gốm Lái Thiêu xưa. Đây là cái bộ giọt mưa. Đầu tiên là 10 cái chén hàng gốm Lái Thiêu vẽ giọt mưa. Đường kính là 11 cm. Đồ Lái Thiêu của em ở đây bán là em bao hàng cho cô chú anh chị em là chuẩn xưa hết nha. Không có bán hàng mà tầm bậy tầm bạ đâu. Cho nên mình cứ yên tâm. Cốt già hết trơn luôn á. Men của cái chén này thì em thấy còn đẹp lắm. Và tình trạng em thấy cũng còn tốt. Đây là hàng gia dụng xưa. Rồi 10 cái chén này em thấy lành đẹp đó. Đường kính là 11. 10 cái dĩa đường kính là 19 cm. Men chạm với lại là tình trạng em thấy cũng lành tốt luôn. Đường kính là 19, loại to đó. Tô này đường kính là 17 nè.
cũng cùng một mẫu thôi, giọt mưa vậy luôn á. Nguyên bộ hết, nhìn cái men chàm thì mình cũng thấy được là cái vết thời gian ha. Đồ chỉnh sơ hết. Và cái tô này thì đường kính có tầm 15 quá. 15 cm. Cũng là mẫu giọt mưa vậy luôn, hàng gốm lấy thiêu xưa luôn. Em giao lưu bộ này 40 món với giá là 900 ngàn thôi, và em không có bao phí ship nha. Cả bộ này cô chú anh chị em mua về mình có thể trưng bày quán cà phê, hoặc là mình có thể sử dụng tốt luôn. Tiếp theo đây em có là hai cái bình ton. Hai cái bình ton xưa loại 1 lít. Em bao hàng chuẩn xưa cho mình sưu tầm nha. Chiều cao là 21 cm. Ở phía dưới này nó có đóng chữ là Tổng cục Hậu cần công ty 26. Lành nguyên hết trơn luôn, và mở ra mở vô thoải mái. Em giao lưu hai cái bình ton này với giá là 200 ngàn thôi, và em không có bao phí ship nha. Đây là một cái gạt tàn thuốc Biên Hòa, hình con chó sói. Tình trạng của cái gạt tàn thuốc này nó lành. Chiều cao là 11 cm nè. Chiều dài của cái đế này là 16. Em giao lưu cái này với giá là 150 ngàn. Em không có bao phí ship. Rồi hôm nay em có một số món vậy thôi ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của bên em.